Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Phương Thúy. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Vụ xả súng nhằm vào một xe khách tại vùng Tây Bắc Pakistan ngày hôm qua đã làm 38 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Đây được cho là hậu quả của xung đột tranh chấp lãnh thổ đã kéo dài hàng thập kỷ giữa lực lượng vũ trang Shia và Hồi giáo Sunni. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi các biện pháp chữa trị kịp thời cho những người bị thương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm với Tổng thống Chile Gabriel Boric trong ngày cuối cùng của chuyến công du các nước Mỹ Latin. Tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo đã đàm phán về các mục tiêu chung, bao gồm chuyển giao sang năng lượng sạch, chủ nghĩa đa phương, phát triển trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và môi trường. Ông Macron và ông Boric cũng thăm tàu phá băng Amirante Viar, tàu phá băng đầu tiên được đóng ở Nam Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố sẽ không ứng cử thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sớm vào tháng 2 năm 2025. Hành động này của ông Pistorius mở rộng hơn cánh cửa cho Thủ tướng Olaf Scholz tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, Đảng Dân Chủ Xã hội Trung tả của Đức SPD xác nhận sẽ đề cử ông Scholz làm ứng cử viên thủ tướng. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày hôm qua đã tuyên bố Mexico có kế hoạch đón nhận tất cả những người nước này bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Thông báo được đưa ra trước khi dự đoán Tổng thống đắc cử Donald Trump thực thi lệnh trục xuất diện rộng đối với những người nhập cư trái phép. Nội các Mexico sẽ có cuộc họp để bàn bạc về những vấn đề mà nước này sẽ phải đối mặt trong nhiệm kỳ của ông Trump, bao gồm chính sách nhập cư, giao thương và an ninh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Hoa Kỳ làm gia tăng căng thẳng và cho rằng bán đảo Triều Tiên đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Theo ông Kim Jong-un, Triều Tiên từng tiến xa nhất có thể trong quá trình đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng kết quả chưa đủ thiện chí. Mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi phát triển và nâng cấp vũ khí thành vũ khí siêu hiện đại, cam kết thúc đẩy năng lực phòng thủ để củng cố vị thế chiến lược của nước này. Hội đồng thống đốc gồm 35 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 21 tháng 11 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran cải thiện hoạt động hợp tác về hạt nhân, đồng thời đề nghị IAEA đưa ra báo cáo toàn diện về Iran vào đầu năm tới. IAEA cũng kêu gọi Tehran đưa ra câu trả lời đối với cuộc điều tra về việc phát hiện các dấu vết urani tại hai địa điểm mà Iran không thông báo là các khu vực hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới được gọi là Oreshnik nhằm vào một mục tiêu quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro. Đây là bước leo thang mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine sau khi các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa để tấn công sâu trong lãnh thổ của Nga. Trong bài phát biểu trước công chúng ngày 21 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung loại mới mang tên Oreshnik vào tổ hợp sản xuất tên lửa Bipdenmas ở thành phố Dnipro, Ukraine. Theo Tổng thống Putin, sau khi được chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bật đèn xanh, Ukraine đã phóng 6 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp vào lãnh thổ Nga trong ngày 19 tháng 11. Hai ngày sau, Ukraine tiếp tục không kích lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp. Như chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần trước đó, cuộc xung đột mang tính khu vực tại Ukraine do phương Tây kích động đã mang yếu tố toàn cầu. Trong trường hợp những hành động gây hấn ngày càng leo thang, chúng tôi sẽ đáp trả một cách quyết liệt và tương ứng. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sẽ công khai bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào các mục tiêu của Ukraine liên quan đến tên lửa Oreshnik vì lý do nhân đạo để dân thường rời khỏi khu vực nguy hiểm tiềm tàng. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm, với tốc độ di chuyển 2,5 km đến 3 km một giây, tức nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tên lửa Oreshnik hiện không thể đánh chặn bởi bất cứ hệ thống phòng không nào. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM từ khu vực Astrakhan, cách Dnipro hơn 700 km về phía đông. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng một tên lửa tầm xa mạnh như vậy trong cuộc xung đột. Các nhà phân tích nhận định vụ tấn công có thể là một thông điệp tới phương Tây rằng nước này có khả năng lớn hơn những gì đã thể hiện trước đây. Việc Nga lựa chọn tấn công Dnipro có thể là lời cảnh báo rằng nước này cũng có thể nhắm mục tiêu vào thủ đô Kyiv. Trong trường hợp này, việc sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh có tầm bắn hơn 5.000 km chống lại mục tiêu rất gần được Nga sử dụng như một lời cảnh báo gửi đến phương Tây. Lý do chính thức được đưa ra là chính phủ Liên bang Nga không hài lòng với việc các tên lửa hành trình phóng từ trên không do phương Tây cung cấp, cụ thể là Storm Shadow, đã được sử dụng để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, Nga đã thông báo trước cho nước này về cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa siêu thanh mới. Một cường quốc hạt nhân có thể thông báo trước cho một cường quốc hạt nhân khác trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công tên lửa để tránh sự hiểu lầm. Một loạt đại sứ quán nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Hy Lạp, tại thủ đô Kyiv của Ukraine cũng đóng cửa ngay trước vụ tấn công, cho thấy họ đã được cảnh báo trước về một cuộc tấn công tiềm tàng và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn. Tờ Politico đưa tin chính quyền Ukraine đang thuyết phục Hoa Kỳ cho phép nước này sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn xa hơn ATACMS trước khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nhận chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa, bay thấp nên khó bị phát hiện bằng các radar thông thường. Tên lửa này cũng có nhiều biến thể, có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. Theo tờ Politico, Ukraine đang có kế hoạch yêu cầu Hoa Kỳ chuyển giao các tên lửa hành trình Tomahawk đến Kiev và cho phép sử dụng chúng nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden kết thúc. Tên lửa hành trình Tomahawk được đưa vào sử dụng tại Hoa Kỳ vào những năm 1980, có tầm bắn lên tới 2.500 km, gấp 7 lần so với tên lửa ATACMS. Theo các quan chức Ukraine, tên lửa ATACMS là không đủ để thay đổi tình hình trên chiến trường và đang hy vọng vào vũ khí mạnh hơn từ Hoa Kỳ. Việc Hoa Kỳ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine là một trong những điểm trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky được công bố vào tháng trước. Ông Zelensky gọi đây là một phần của gói răn đe phi hạt nhân. Vào thời điểm đó, Washington đã từ chối yêu cầu của Kiev về tên lửa Tomahawk, gọi đó là một yêu cầu hoàn toàn không khả thi. Phản ứng về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Ukraine yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp tên lửa hành trình cho thấy sự lo lắng của giới lãnh đạo Ukraine. Ông Peskov nói thêm rằng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky sẽ kéo các nước phương Tây vào cuộc xung đột. Trước đó, trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga phóng tên lửa mới có thông số như tốc độ, cao độ của đầu đạn đều khớp với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Các chuyên gia của Ukraine đang gấp rút điều tra loại tên lửa này. Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga đã có bước đi làm gia tăng căng thẳng và kéo dài cuộc xung đột. Trong cuộc họp báo sau vụ tấn công của Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đối tác của Kiev thực hiện hành động cụ thể để cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn các loại vũ khí như vậy. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức phương Tây bác cáo buộc của Ukraine về việc Nga sử dụng ICBM để tấn công vào vùng Dnipro hôm 21 tháng 11. Các quan chức này cho biết, đánh giá trên được đưa ra dựa trên phân tích ban đầu và để ngỏ khả năng kết luận có thể thay đổi. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và Storm Shadow của Hoa Kỳ và Anh để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga tuần này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine phóng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS vào một cơ sở quân sự ở vùng Bryansk nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Phòng không Moscow bắn hạ 5 quả đạn và làm hư hại tên lửa còn lại, mảnh vỡ của nó rơi xuống và gây ra hỏa hoạn tại cơ sở, song đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng. Trước những diễn biến mới của cuộc xung đột Nga-Ukraine, Nhà Trắng tuyên bố Hoa Kỳ không có ý định đối đầu với Nga hay muốn xung đột lan rộng ra khu vực, đồng thời tái khẳng định rằng nước này sẽ không thay đổi học thuyết hạt nhân. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Hoa Kỳ không có lý do gì để sửa đổi học thuyết hạt nhân sau khi Nga đưa ra học thuyết hạt nhân sửa đổi vào hôm 19 tháng 11 vừa qua. Bà Jean-Pierre từ chối bình luận trước những câu hỏi liên quan đến quan điểm của Hoa Kỳ đối với tên lửa đất đối đất tầm xa ATACMS, song khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ. Nga và Hoa Kỳ có thỏa thuận liên lạc trong trường hợp một bên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, nhưng trong cuộc tập kích ở Ukraine hôm 21 tháng 11, Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung hoàn toàn mới gọi là Oreshnik. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhận định mẫu tên lửa mới của Nga dựa trên phiên bản tên lửa đạn đạo RS-26 Rubes. Nga có thể đã giảm tầm bắn để tên lửa mang nhiều đầu đạn hơn. Nga sử dụng đầu đạn thông thường trong cuộc tấn công bằng tên lửa mới, nhưng mẫu tên lửa này hoàn toàn có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Hoa Kỳ, mặc dù RS-26 được phân loại là ICBM, theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Hạt nhân New START giữa Hoa Kỳ và Nga, nhưng nó cũng có thể được xếp vào loại tên lửa đạn đạo tầm trung. Tên lửa đạn đạo bao gồm ICBM có thể được bắn ở chế độ tầm thấp, nghĩa là chúng không bay vào không gian và quỹ đạo của chúng vẫn nằm trong bầu khí quyển. Điều đó sẽ sử dụng nhiều nhiên liệu hơn và làm giảm tầm bắn. ICBM bay với tốc độ vài km/giây. Theo một nguồn tin quân sự, nếu xuất phát từ Nga, RS-26 sẽ mất chưa đầy 10 phút do khoảng cách từ điểm phóng ở vùng Astrakhan tới Dnipro là hơn 700 km. Trước đó, hôm 19 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký học thuyết hạt nhân quốc gia mới, phác thảo các kịch bản mà Moscow được phép triển khai kho vũ khí hạt nhân của mình. Học thuyết mới nêu rõ rằng Nga sẽ có quyền cân nhắc lựa chọn hạt nhân nếu Nga hoặc Belarus bị tấn công bằng vũ khí thông thường và nếu hành động tấn công đó tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của họ. Sau khi công bố các quy tắc sửa đổi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng học thuyết mới về cơ bản trao cho Nga quyền cân nhắc đáp trả hạt nhân đối với việc Kiev sử dụng tên lửa phi hạt nhân do phương Tây cung cấp chống lại lãnh thổ Nga. Bình luận về học thuyết hạt nhân mới được cập nhật, một số chuyên gia chính trị chỉ ra rằng nó có thể buộc Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác phải xem xét lại sự hỗ trợ quân sự của họ cho Ukraine. Thưa quý khán giả và các đồng chí, cơn bão lớn đổ bộ tại Tây Bắc California, Hoa Kỳ đã gây nên những thiệt hại đáng kể về người và của, cũng như dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng của xông khí quyển tới cuộc sống của người dân Hoa Kỳ nói riêng và của toàn cầu nói chung. Và những thông tin về hiện tượng khí hậu này cũng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Người dân ở hạt Sonoma, Bắc California, Hoa Kỳ đang tức tốc đối phó với mưa lớn và lũ lụt gây ra bởi bão bom đã và đang gây ra những thiệt hại đáng kể tới đất trồng và nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tại khu vực này. Trước tình hình thiên nhiên nguy hiểm, người dân được khuyến khích trang bị kiến thức và hiểu biết nhất định về bão bom và hiện tượng xông khí quyển để bảo vệ bản thân tốt nhất. Xông khí quyển đổ bộ mang theo nguy cơ về lũ lụt diện rộng, bùn đất và sạt lở đá trên khắp khu vực Tây Bắc California. Cơn bão xông khí quyển còn được gọi là bão bom, xảy ra khi các đợt gió liên tục mạnh lên trong suốt 24 giờ đồng hồ hoặc khi gió lạnh từ hai cực gặp gió ấm nhiệt đới trong quá trình thời tiết, được gọi là sự hình thành xoáy thuận bùng nổ. Cơn bão bom đổ bộ đã đánh sập hệ thống điện vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, khiến 600.000 hộ dân và doanh nghiệp chìm vào bóng tối, gây tắc nghẽn giao thông và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Theo các chuyên gia thời tiết, xông khí quyển thường yếu và hiếm khi gây nên tác động mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu đã khiến thời tiết trở nên thất thường và xông khí quyển giờ đây có thể gây nên mưa lớn và lũ lụt đủ để lấp đầy California. Đồng thời, các nhà khoa học cho biết những xông khí quyển này sẽ ngày càng lớn và có sức hủy diệt mạnh mẽ hơn. Một số nghiên cứu cho biết lượng mưa lũ sẽ tăng lên tới 40% trong tương lai gần nếu như tình hình nóng lên toàn cầu không được cải thiện và ngăn chặn kịp thời.